Đây mình đang ngồi ở trước mũi và nhìn lên sau cabin ghê. Nó quá dài luôn mọi người. Một chiều dài rất là tốt cho những chiếc ghe đánh bắt xa bờ. Giờ leo xuống. Giờ mình leo xuống thấy cao quá. Giờ mình tắt máy leo xuống nha. Nam làm được khi ăn lần lưu lại kỷ niệm nha. Lát tay quạt lịch sử mình đứng rồi mới tới cái cảnh dưới này của tay quạt. Đây cái mấy 1000 bài lật mà. Thấy tay quạt lịch sự không các bạn? Ớn lạnh. Ớn lạnh với động cơ 1000 mã lực. Mới xúc chạy là 15 lý cho 1 giờ. Tốc độ dưới nước là 15 lý. Phải không anh Nam? Ừ, tốc độ dưới nước là 15 lý cho 1 giờ. Đây là một trong những chiếc ghe gỗ mà to nhất ở Phú Yên. Bến này kéo chiếc này là bự nhất, còn mấy chiếc kia là tầm 20 mét đổ lại, chiếc này là 20 mấy mét. Bây giờ mình sẽ leo lên chiếc ghe này.
bê tông rồi mà. Ghê rộng kinh khủng mượn. Ghê dài kinh khủng. Chù. Không nghĩ lên bên trên dài cỡ tầm này. Quá dài quá rộng luôn. Mấy cái thúng lắc tít là bỏ nhìn chút xíu luôn, mấy thúng này to lắm. Sử dụng hai súng chứa phen. Lên trên ghe mới thấy được rồng kinh khủng luôn mọi người ạ. Từ ở trước ghe nhìn ra sau hùn hụt luôn, quá dài. Trên này có 3 cái neo, cái to nhất là 1,5 tạ, mấy cái này chắc 1 tạ, cái này 1 tạ, cái này 80 kg, cái này to kinh khủng luôn. Một cái bàn tay của mình bỏ vô ngay chỗ cái góc nhọn này thôi. Quá to. Mọi thứ đem lên này đều thấy nhỏ hết, bởi vì chiếc ghe này quá rộng. Đi từ trước ra sau mà đi mỏi luôn. Ở này có một cầu thang nữa, bước lên cabin. Ghe sau lái. Quá. Ôi, một xe lái quá rộng. Mọi người thấy đó, cái canh này 30 mét, 30 lít chứ quên. Bỏ nghe chỗ góc ghe này, nhìn cái canh có chút xíu thôi. Từ góc ghe này lên một đòn nữa mới tới cửa. Cửa mở vào, cửa ở sau. Đó, cái gầu xách nước nhìn có chút xíu thôi mọi người ơi. Mọi thứ không là gì so với chiếc ghe này hết. Đây, góc nhìn từ sau nhìn thẳng tới chút mũi. Mọi người thấy dàn giáo bắt 2 tầng, nhưng rất thấp so với chiếc ghe. Này đề gian. Này gian ha. Những cái bánh xe này là đứng tới bụng mình rồi nè. Đó, tới trên bụng mình, nhưng mà bỏ lên ghe thì nhìn nó có tí xíu thôi. Chiếc ghe gỗ kinh khủng. Quay cảo luôn luôn. Đây có cần số cảo. Hãy subscribe.